Chiều ngày 16 tháng 9, Tòa án nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Văn Thái sinh năm 1972, ngụ quận Bình Thạnh về tội trộm cắp tài sản. Trong phần xét hỏi, bị cáo Thái thú nhận đã lên kế hoạch thực hiện vụ trộm 44 nắp chắn rác cầu Thủ Thiêm 2 để bán lấy tiền tiêu vặt cá nhân. Theo cáo trạng, khoảng 4 giờ ngày 3 tháng 5 năm 2022, Thái mang theo bao ni lông lái xe máy lên cầu Thủ Thiêm 2, lần lượt mở 32 nắp chắn rác bằng kim loại bỏ vào bao. Sau đó, Thái đến vựa ve chai trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh do bà Nguyễn Thị Mười làm chủ, bán toàn bộ tài sản vừa chiếm đoạt được với giá 700.000 đồng. Rạng sáng ngày 5 tháng 5 năm 2022, Thái tiếp tục lấy 12 nắp chắn rác bán với giá 400.000 đồng. Toàn bộ hành vi của Thái bị camera an ninh ghi hình, sau đó các cơ quan chức năng đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thái. Theo kết luận, định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, 44 nắp chắn rác trị giá 15,2 triệu đồng. Đối với bà Nguyễn Thị Mười, người mua tài sản của Thái nhưng không biết là tài sản do Thái phạm tội mà có, nên cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 1 không xử lý. Trên cơ sở đó, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thái 2 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản. Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Thái phải bồi thường 15,2 triệu đồng cho Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ Thành phố Hồ Chí Minh.